xin chào tất cả các bạn hôm nay thì mình sẽ cùng với các bạn có thể quan sát nước sông hoặc là nước hồ hoặc là nước ao từ cái kính hiển vi điện tử này xem nó như thế nào nha các bạn trước tiên thì mình sẽ mở hộp ra cho các bạn thấy cái kính hiển vi điện tử này nó sẽ trông ra sao Trong cái hộp này thì người ta sẽ bọc bằng xốp rất là kỹ. Tránh cái sự va đập và gây hư hỏng cho cái kính hiển vi điện tử này. Đây là cái bọc mút bằng xốp các bạn ạ. Đây là tất cả những cái phụ kiện ở bên trong. Đầu tiên mình nhìn thấy đây chính là cái mẫu để chúng ta quan sát vậy thôi. và cái bộ phận chính đó chính là cái bộ phận thân của cái kính hình vị điện tử này. Đây chính là cái bộ phận chính. Đây là ống quan sát nha các bạn. Cái kính hình vị điện tử này thì nó kết nối với màn hình thông qua sóng wifi nha các bạn. Hoặc là cáp dây kết nối USB. Cái này là điều chỉnh ánh sáng này. Cáp kết nối dây USB này. Cáp sạc này nút bật tắt nguồn, cái này là cái vặn để điều chỉnh lấy nét, đây là mắt quan sát của nó, mình sẽ lấy cái bộ phận thân chính ra cho các bạn xem, đây là cái bộ phận khung của nó đây các bạn, cái gói phụ kiện sẽ kèm theo một cái mắt nhìn tầm gần hoặc là nhìn tầm xa. Đây là độ phóng đại gần hoặc là xa đó các bạn. Đây là một số dây cáp USB, nó có cáp sạc này, cáp kết nối truyền hình ảnh, dữ liệu từ cái kính này tới máy tính này hoặc là máy chiếu. Đây là cáp USB 2 đầu kết nối với máy tính hoặc máy chiếu nha các bạn vẫn có thể kết nối được và nó sẽ kèm cho các bạn thêm một cái cáp sạc nữa đây rồi các bạn đây chính là cái cáp sạc của em nó mình sẽ bóc ra cho các bạn xem cái cáp sạc này thì nó cũng có khả năng là truyền được dữ liệu nha các bạn chứ không phải là điện để sạc đâu cái đầu nhỏ này thì chúng ta sẽ cắm vào cái ống à, kính nó có chỗ cắm rắc sạc đó các bạn mình sẽ cắm vào đấy bây giờ thì mình sẽ lấy cho các bạn cái bộ phần khung của nó nhá đây là cái khăn nao mềm thôi các bạn nó là một vải mềm để lau kính trong quá trình nó bị bụi bụi bẩn các bạn đây là giấy hướng dẫn sử dụng thì trong một số sản phẩm khi các bạn mua thì đều kèm theo giấy hướng dẫn sử dụng cái này thì sản phẩm nào cũng có rồi Rất là quen thuộc Đây là cái bộ phận khung của nó đây các bạn Cái bộ phận khung để chúng ta nắp cái ống kính để quan sát Cái cấu tạo của cái bộ phận khung này sẽ có hai cái thanh kẹp để kẹp những cái mẫu vật để chúng ta quan sát Cái đầu vặn chỉnh cái khay này nên xuống để quan sát là gần hoặc là xa đây các bạn Bên dưới cái ống kính này nó có thêm một cái đèn trợ ở bên dưới nha các bạn Đèn trợ sáng bằng bóng nét đây này các bạn đây. ở phía đây cũng có cái điều chỉnh ánh sáng mạnh và yếu đây là đèn trợ sáng cho quá trình chúng ta quan sát một số mẫu ví dụ như là các vi sinh vật trong nước chúng ta sẽ sử dụng cái đèn ánh sáng này ở phía sau sẽ có một cái đầu rất cắm để cấp nguồn cho cái ánh sáng đấy đây mình sẽ nắp cái ống kính vào cái khay này của nó đây cũng rất đơn giản chúng ta sẽ nỏng hai con ốc này ra và người ta lắp đặt xuống rất là đơn giản luôn các bạn. Sau khi đã điều chỉnh được uh, tâm nhìn rồi thì các bạn sẽ vặn hai con ốc này lại, giữ cố định cho cái ống uh, ngắm này. Để kết nối với uh, điện thoại thì các bạn sẽ tải cho mình một cái phần mềm tên là wi-fi Check sau đó là các bạn sẽ nhấn cái nút à, khởi động ở trên cái ống kính này cái phần mềm wi-fi check này các bạn có thể tải ở trên app to hoặc ch play nha các bạn đều có cả đây cái phần mềm này các bạn nó tên là wi-fi check các bạn sẽ kết nối với wi-fi nó sẽ có tên wi-fi là iscam đây các bạn In cam này các bạn Cái này thì nó không có mật khẩu các bạn cứ kết nối thôi Các bạn thích thì các bạn có thể đổi mật khẩu được Rồi sau khi các bạn đã kết nối với Wi-Fi của ông kính hiển vi Thì uh, nó đã có thể Hiển thị được cái hình ảnh rồi Đây nha các bạn Đây là cái hình ảnh của nó đây Các bạn chờ một chút Mình sẽ lấy cái mẫu vật thử Và mình uh, Cho các bạn xem nó như thế nào nhé đây là những cái mẫu vật người ta ép bằng cái cánh con côn trùng các bạn Cánh có thể là cánh bướm hoặc là cánh ong Nó là mẫu vật thật nha các bạn người ta ép ở trên cái kính này Đây bây giờ mình sẽ đặt vào đây và cho các bạn quan sát xem cái mẫu vật người ta đưa cho các bạn xem nó như thế nào nhé để quan sát được cái mẫu vật này thì mình sẽ cắm thêm cái đèn trợ sáng ở phía sau nữa ở phía sau này có một cái rắc cắm kết nối USB kết nối nguồn điện 5V từ cục sạc điện thoại các bạn sẽ cắm vào đây là cái đèn trợ sáng ở bên dưới nó đã sáng rồi Đấy. bây giờ mình sẽ lấy điện thoại mình mở cho các bạn xem nhé đây là cái mẫu vật của cái cánh của một con các bạn chờ một chút mình sẽ lấy nét cho các bạn xem ở trên cái cánh của con côn trùng này các bạn có thể nhìn thấy ở đây thì nó giống như kiểu một lớp lưới nha các bạn và nó có những cái lớp mô xương được kết nối với cái màng lưới này Đấy, ở trên cái màng lưới này có rất nhiều những cái thân gai rất là nhỏ nha các bạn ở phía rìa ngoài này thì có những cái gai giống như kiểu là viền răng cưa và có những cái nớp nông gai rất là nhỏ của cái con côn trùng này đây là mẫu người ta ép từ cái cánh của con côn trùng thật nha các bạn mình quan sát thấy thì hình ảnh ở đây khá là sắc nét nói chung là cũng được bây giờ thì mình sẽ hạ cái bàn nâng này xuống và mình sẽ tháo cái thấu kính này ra mình sẽ nắp cái thấu kính người ta kèm theo xem nó như thế nào nhé đây là thấu kính số 2 mình sẽ nắp cái thấu kính số 1 vào cái thấu kính số 1 thì nó có khả năng nhìn xa hơn nhưng mà cái độ phóng đại của nó thấp hơn so với ống kính số 2 cái ống kính số 1 thì cái này thì chuyên để sử dụng quan sát một số mạch điện tử từ xa nó có độ phóng đại thấp hơn nhưng mà mang lại hình ảnh cũng khá là sắc nét đây là cái hình ảnh mình cho các bạn nhìn thấy ở đây ở trên một cái mạch điện có các chân linh kiện rất là nhỏ nhưng mà nó được phóng đại nên nhìn cũng khá là sắc nét này các bạn các chữ người ta in ở trên cái mạch điện này nhìn cũng rất là sắc nét cái ống kính của kính hiển vi này có độ phân giải tầm khoảng độ 5 megapixel nha các bạn nói chung là chúng ta quan sát cái mạch điện này trong quá trình chúng ta có thể sửa chữa cái mạch điện này cũng rất là rõ ràng Ví dụ như là cái mạch điện này nó bị hỏng một cái đường mạch nào đó các bạn có thể quan sát thấy nó bị cháy hay không hoặc là nó bị hư hỏng hay không Trong quá trình chúng ta sẽ sửa chữa cái mạch điện này Đây là các con điện trở SMD Nhìn nó rất là nhỏ luôn các bạn và xung quanh có những cái đường mạch cực kỳ là nhỏ Đều được hiển thị rất là rõ và sắc nét ở trên cái kính hiển vi điện tử này cái kính hiển vi điện tử này thì mình nghĩ áp dụng cho công việc à, sửa chữa cũng rất là tốt các bạn có thể quan sát những cái mạch nhỏ hoặc là những cái điểm pixel ở trên màn hình LCD rồi bây giờ mình sẽ tháo cái thấu kính số 1 này ra và mình sẽ tiếp tục mình nắp cái thấu kính số 2 lại cái thấu kính số 2 này thì à, nó sẽ có độ phóng đại à, lớn hơn so với thấu kính số 1 nha các bạn cái thấu kính số 2 này để chuyên quan sát những mẫu uh, sinh học trong nước hoặc là những cái mẫu sinh học khác. Rồi, bây giờ mình sẽ nắp vào đây và mình sẽ chuyển sang bộ môn sinh học. Mình sẽ để cái mẫu vật này ở cái điểm góc này. Sau đó là mình sẽ lấy một số mẫu nước và mình cho các bạn quan sát thấy xem những cái mẫu nước đó nó như thế nào nhé. Đây là cái mẫu nước mình lấy ở một cái con sông ở bên cạnh nhà mình thôi các bạn cách nhà mình khoảng độ mấy chục mét thôi, mình sẽ bơm cái mẫu nước này nên cái mẫu vạt này và mình sẽ cho các bạn quan sát thấy cho cái mẫu nước ở cái con sông gần nhà mình xem nó như thế nào nhé. các bạn chờ một chút mình sẽ lấy nét. cho quá trình vặn lấy nét hình ảnh thì mình sẽ vặn thật chậm để lấy được hình ảnh rõ và sắc nét nhất nha các bạn. đây là tất cả những cái hình ảnh ở trong cái nguồn nước mình vừa đặt trên cái mẫu kính cho các bạn thấy hiện tại các bạn có thể nhìn thấy ở đây có những cái con động vật nguyên sinh rất là nhỏ nó đang di chuyển ở trên màn hình những cái con này nó hiện tại là màu đen ở trong cái mẫu nước sông nha các bạn đây các bạn nhìn thấy không đây là cái con động vật nguyên sinh nó rất là nhỏ đây là những cái vi sinh vật trong nước con này thì nó lại di chuyển theo hình vòng tròn các bạn ạ nó di chuyển theo kiểu ngược kim đồng hồ con này mình nhìn giống như kiểu là cái hạt đỗ trên màn hình các bạn nhưng mà nó lại di chuyển theo cái kiểu là vòng lượn xoắn ốc ở trong nước có rất nhiều những con nhỏ nhỏ khác đây này các bạn thấy có có những cái con nhỏ nhỏ đuôi nó rất là nhọn mà nó đang di chuyển đó các bạn thấy không con này nhìn mình nhìn cảm giác rất là ghê gớm luôn các bạn con này đang đi săn mồi đấy nó đang di chuyển đấy các bạn mình mới nhỏ nên cái tấm quan sát thì chỉ là một cái giọt nước rất là nhỏ thôi các bạn nha mà đã có những con sinh vật như thế này rồi các bạn nhìn thấy không? Đây có một con sinh vật nó màu xanh này, đuôi rất là nhọn. Nó di chuyển theo hình xoắn ốc này các bạn này. Đây, nó cứ lật lật người và nó di chuyển. Các Bạn thấy không? Con này có vẻ thân nó mỏng. Rồi tiếp theo các bạn thấy ở đây có một cái con sinh vật cực kỳ là nhỏ, nó được uh, ní kết với những cái con khác hay sao ấy, mình thấy nó đang di chuyển rất là chậm. Ôi các bạn ơi, thấy đây này. Cái con này nó giống như kiểu cái tàu ngầm này các bạn này Đuôi nó rất là nhỏ Và nó di chuyển khá là nhanh luôn các bạn Ở đây thì là một cái con này Nhìn có vẻ quen quen như các bạn nhỉ, Bạn nào biết thì có thể comment bên dưới bình luận nhé Con này đang di chuyển chậm chậm Ôi Các bạn thấy này Cái con này nó giống như kiểu là một chiếc ná cây này các bạn này Đuôi rất là nhọn Đấy nhìn giống như có một con cá ấy, Nhưng mà không phải Đấy các bạn thấy không Nó di chuyển theo kiểu uh, Nật nật người các bạn đây đây các bạn thấy không? Nó di chuyển kiểu kiểu như nó đang lật người thì nó xoay đấy. Bây giờ nó đang tăng tốc này các bạn này. Như kiểu nó lật người để nó lấy đà các bạn, nó phi. Đấy đấy các bạn thấy không? Đuôi rất là nhọn ở bên trong thân nó chắc có rất nhiều những cái ấu trùng. Đấy bây giờ nó tăng tốc rất là nhanh luôn các bạn này. Đáng sợ thật con này đi săn mồi cực kỳ là khủng khiếp luôn. Vâng, tiếp theo vẫn chính là cái con tàu ngầm này. Con này thì mình thấy nó rất là phàm ăn nó di chuyển cực kỳ là nhanh đấy các bạn thấy không con này đuôi rất là nhọn mà thân nó dài dài các bạn ạ người màu xanh đây à, hiện tại thì cái con này nó đã bị uh, di chuyển chậm rồi các bạn mình nghĩ nó đang kiểu là nó ăn no quá bây giờ nó di chuyển nó chậm đây các bạn thấy các bạn có thể quan sát nó rõ hơn so với lúc nãy lúc nãy nó di chuyển nhanh quá các bạn ạ đuôi nó rất là nhọn giống như kiểu cái kim mình, các bạn Đấy, đầu có những cái sợi nông tua, tua Nó đây đây các bạn thấy qua thấy nó như kiểu là với con mồi ấy. Ui, cái con này không biết là con gì đấy các bạn. Thân của nó rất là nhiều những cái quả bóng nhỏ được xếp uh, lại với nhau, được dính lại với nhau các bạn. Sau đó là nó di chuyển như kiểu uh, quả bóng ấy các bạn. Ở xung quanh nó có rất nhiều những cái quả bóng nhỏ, nó xếp lại thành một cái hình tròn, nhìn giống nhiều con uh, virus corona ấy các bạn nhưng mà không phải đâu các bạn. Con này nhìn rất là nạ luôn các bạn ạ Đây là cái con cũng kiểu tương tự như thế nhưng mà nó nhỏ hơn Đấy các bạn thấy không Cái con này thì nó bé hơn cái con lúc nãy nha các bạn Nhưng mà cái hình dáng này nó giống con lúc nãy các bạn Nó rất là nhiều những cái quả bóng xếp lại với nhau Bạn nào biết cái con này là con gì thì có thể comment bên dưới bình luận Để cho tất cả các thính giả cùng xem để cùng biết nha các bạn Cái con vật này thì lần đầu tiên mình nhìn thấy nó kiểu kiểu hình dáng Rất là đáng sợ như vậy nó giống như kiểu là con virus corona nhưng mà đây là không phải là virus nha các bạn. Nó là một cái con uh, sinh vật nào đó thôi. Bạn nào chuyên về bộ môn sinh học thì có khả năng là biết về cái con này. Rồi, video của mình đến đây là kết thúc đấy nhá mình sẽ làm video dài hơn để quan sát nhưng mà thời lượng video nó có hạn các bạn ạ. Thì uh, mình xin kết thúc video tại đây. Cái kính hiển vi này thì uh, với một cái giá thành cũng khá là rẻ tầm khoảng uh, hơn 1 triệu Việt Nam đồng mà có thể quan sát được các mẫu vi sinh vật ở trong nước rất là nhỏ như thế và có thể quan sát và cho chúng ta thấy những cái mạch điện tử cũng rất là rõ ràng, giúp rất hữu ích cho các bạn trong công việc sửa chữa điện tử hoặc là quan sát sinh học, giúp cho công việc học tập của các bạn cũng rất là tốt. Có thể trình chiếu trên máy tính hoặc là trên điện thoại. Rồi, mọi chi tiết về cái kính hiển vi điện tử này mình sẽ để trong phần mô tả video dành cho anh em nào cần nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.